Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh tráng trộn. Cái nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị đó là bánh tráng. Phần bánh tráng này thì yêu cầu nó phải dày một chút, cho nên là các bạn hãy vào siêu thị để chúng ta có thể mua được loại nó dày như của mình nhá. Tiếp theo đó là thịt bò khô, mực khô, tóp mỡ, me, đậu phộng, muối tôm, rau răm, hành lá, trứng chim cút và nguyên liệu không thể thiếu được đó chính là xoài xanh. Và bây giờ thì chúng ta bắt tay vào làm nhé. Trước hết thì các bạn sẽ phi hành lá trước nha. Các bạn hãy sử dụng mỡ lợn để phi hành lá thì ăn sẽ ngon hơn các bạn ạ. Sau khi phi hành xong thì chúng ta sẽ nấu nước me. Các bạn sẽ sử dụng 50g me cộng với 100ml nước để đun lấy nước cốt. Sau khi nước me sôi thì các bạn sẽ cho thêm một muỗng nước mắm và thêm 50g đường vào nhé. Đun thêm một phút nữa thì chúng ta tắt bếp và lọc bỏ phần bã me, lấy lại phần nước cốt thôi các bạn ạ. Bỏ phần bã đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn sa tế với tóp mỡ nhé. Tóp mỡ này thì các bạn sẽ sử dụng khoảng 50g cho 2 phần ăn nha. Thêm 3 muỗng sa tế. Nếu các bạn ăn được cay hơn nữa thì các bạn sẽ cho thêm vào nha. Và mình sẽ cho thêm một muỗng mỡ đun sôi nữa vào để cho phần sa tế của mình được chín. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho rau răm vào và các bạn cắt làm đôi nhé, không cắt quá nhỏ. Sau khi cắt rau răm xong thì chúng ta sẽ bào xoài xanh thành những sợi nhỏ và dài và hãy làm tương tự như mình nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt bánh tráng. Để cắt bánh tráng được dễ hơn thì các bạn có thể phơi xương qua một đêm thì món bánh tráng của chúng ta sẽ rất dai và ngon các bạn ạ. Và cái phần bánh tráng này thì các bạn sẽ cắt thành những sợi dài và nhỏ. Và muốn làm nhiều hay ít thì tùy theo khẩu phần ăn của mình và các bạn sẽ cắt từng đó bánh tráng nhé. Sau khi
cắt bánh tráng xong thì chúng ta sẽ đi trộn bánh tráng. Và các bạn sẽ sử dụng một cái tô lớn và chúng ta để hết cái phần bánh tráng vừa mới cắt xong vào. Sau đó thì các bạn sẽ cho các nguyên liệu khác vào như là xoài xanh, tiếp theo là gì, các bạn sẽ cho mực khô đã nướng và xé sợi nhỏ, tiếp theo là bò khô. Hành phi. Sau đó thì các bạn sẽ cho thêm tóp mỡ đã trộn sa tế vào nhé. Thêm trứng cút này. Rau răm vào. Cuối cùng thì các bạn sẽ cho phần nước cốt me chúng ta vừa đun ra. Sau đó thì trộn đều cái hỗn hợp này lên. Mình đã thử làm bằng nước mắm quả quất hay còn gọi là quả mắc, nhưng mà ăn thì không được ngon và thơm như nước me các bạn ạ. Cho nên là nếu như mà các bạn muốn pha nước mắm quả quất hoặc là quả tắc thì các bạn có thể pha với tỷ lệ tương tự nhưng mà như chúng ta pha nước mắm me nhé. Và đây là món bánh tráng trộn mình đây các bạn ạ. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy like và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của Handmade VN nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.